Các nhà thuật số thời xưa cho rằng rằm tháng riêng là ngày của thiên quan, nên tại các đền chùa thường làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm. Dân gian tin rằng hàng năm mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Chúng tôi xin cung cấp thông tin sao hạn năm quý mão theo năm sinh và tuổi như bảng trên hình. Bên trái là thông tin sao nam mạng, bên phải là thông tin sao nữ mạng. Bạn có thể tra thông tin sao chiếu mệnh năm quý mão 2023 của mình. Nếu không biết mình thuộc sao nào chiếu mệnh, các bạn hãy cư mừng xuống bên dưới ngày tháng năm sinh của mình, chúng tôi sẽ đối chiếu giúp bạn nhé. Trong 9 ngôi sao thì có sao tốt, sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. Người ta gọi là vận hạn. Để giảm nhẹ vận hạn, người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào ngày đầu năm. Các sao chiếu mệnh gồm sao Thái Dương, Thái Âm, Mục Đức, Vân Hán, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu, La Hầu và Kế Đô. Trong đó có các sao xấu như La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hán. Các sao tốt như Thủy Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mục Đức. Trong thông thư và ngọc hạp ký bản y khắc ván thời Nguyễn, các sao xấu cần hóa giải gồm Thái Bạch, Thổ Tú, Hỏa Tinh, La Hầu, Kế Đô. Trong đó, Sao Thái Bạch có ngũ hành thuộc kim, chủ về tai ách bệnh tật, nam nữ đều xấu, nhất là đối với nữ giới. Những năm sao Thái Bạch chiếu mệnh đại kỵ hôn nhân. Sao thứ hai cần hóa giải là sao Thổ Tú, có ngũ hành thuộc thổ, xấu về mọi phương diện. Thổ Tú chiếu mệnh thường gây ưu phiền, tinh thần hoảng hốt, mất ngủ, gặp ác mộng, chân nuôi, kinh doanh không hưng vượng, bị tiểu nhân ám hại, rèm pha Thứ ba là sao hỏa tinh có ngũ hành thuộc hỏa, chủ về tật bệnh, nạn đổ máu, làm ăn khó khăn, phụ nữ thai sản bất lợi. Hỏa tinh chiếu mệnh không nên lập doanh nghiệp, đầu tư, mở rộng sản xuất, nên thủ cựu bình an. Thứ bốn là sao la hầu chủ về khẩu thiệt, kiện tụng. Nam giới gặp khó về công danh, chức vụ, học tập, nữ giới đề phòng chuyện tình cảm, cẩn thận nạn đổ máu, nạn thai sản. Sao xấu cuối cùng là sao kế đô, chủ về tai nạn bất ngờ, người âm ám thị, thuộc loại hung tinh, nam nữ đều kỵ. Dân sao giải hạn có ý nghĩa xin sự giúp đỡ, che chở của bề trên để mọi sự được hanh thông, tai qua nạn khỏi. Nếu gặp sao tốt Dương sao giải hạn sẽ có ý nghĩa tiễn đưa sao cũ, nghênh đón sao mới, đón vận may, cầu tài lộc. Người ta thường làm lễ cúng sao giải hạn vào ngày đầu năm và ở chùa cầu xin thần Phật phù hộ cho một năm tai qua nạn khỏi. Cho đến nay, chưa một nhà thiên văn học nào chứng minh có sự xuất hiện của chín ngôi sao ấy trên bầu trời, vì thế dân sao giải hạn chỉ là nghi lễ tâm linh nhằm đem lại sự an tâm. Nhiều người cho biết, họ tham gia nghi lễ này vì làm theo người khác hoặc không thực sự tin nhưng thấy người khác mách thì cũng làm cho yên tâm. Nhiều người khác cho biết họ chỉ đi lễ chùa cầu an đầu năm như một nghi thức văn hóa tâm linh chứ không giải hạn cũng không quan tâm đến chuyện sao tốt, sao xấu. Việc dâng sao giải hạn bản chất không phải là hình thức mê tín dị đoan nên chúng ta nên hiểu một cách đơn giản là biện pháp tâm lý giúp chúng ta cảm thấy thanh thản, thư thái, bình tĩnh giải quyết khi gặp các sự vật được coi là vận hạn trong cuộc sống và cũng không quá tin rằng khi giải hạn. Rồi thì các điều không tốt sẽ không đến với mình và mong chờ có một phép màu nào giải quyết sự việc đó giúp chúng ta vì vậy chúng ta cứ thực hiện nếu cảm thấy thực hiện nó khiến chúng ta yên tâm trong cả một năm dài các bạn nhé. Vì các sao số xuất hiện trong tháng vào các ngày khác nhau lại có hình khác nhau nên việc làm lễ phải chọn này. Dùng số lượng nến, lập bài vị và màu sắc phải phù hợp, lại phải kê ban thờ cho đúng hướng. Lễ vật cúng sao giải hạn lễ vật gồm hương, hoa tươi, ngũ quả, trầu cao, rượu, nước, tiền vàng, gạo, muối bài vị cúng sao giải hạn nên được viết trên giấy đồng màu với ngũ hành của từng sao, sau đó dán bài vị lên một chiếc que cắm vào ly gạo và đặt ở khoảng giữa phía trong cùng của bàn lễ. Thời gian thích hợp nhất để làm lễ dâng sao giải hạn là vào tối ngày rằm tháng riêng, thường là vào khoảng 19 giờ tối. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng với các thông tin trên, các bạn đã nắm được vận hạn của mình nhằm tránh hung đón cát và những năm sao hạn chiếu mệnh thì gia chủ nên làm lễ cúng sao giải hạn. Để giảm bớt hạn kiếp trong năm, mọi sự bình an, gia đạo hòa hợp, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé.